Xin kính chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta cùng đi vào bài 8 ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 4, bộ sách Chân trời sáng tạo nhé. Đó là bài toán giải bằng 3 bước tính. Ở đây các em thấy có một tình huống này. Chúng ta có một số các cái bút chì ở đây. Mỗi cây bút chì thì có giá 4.500 đồng một cây. Và chúng ta có một số các cái quyển vở. Mỗi quyển vở có giá 7.500 đồng một quyển. Bạn Mai bạn bảo là tớ mua 3 cái bút chì và 2 quyển vở. Vậy thì bạn Nam bên này bảo là gì? Hỏi là đã mua hết tất cả bao nhiêu tiền? Vậy thì để biết là bạn này đã mua hết tất cả bao nhiêu tiền thì chúng ta sẽ giải bài toán này qua 3 bước như sau. Ta có bài toán An mua 3 cái bút chì và 2 quyển vở. Mỗi cái bút chì có giá 4.500 đồng, mỗi quyển vở có giá 7.500 đồng. Hỏi An đã mua cả vở và bút chì hết bao nhiêu tiền? Chúng ta có phần tóm tắt. Một bút chì 4.500 đồng, một quyển vở có giá 7.500 đồng. Hỏi ba bút chì và hai quyển vở hết bao nhiêu đồng? Ở đây người ta có phần gợi ý cho các em làm bài qua 3 bước như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ tính số tiền An mua bút chì là cứ một bút chì giá 4.500 đồng, bạn mua 3 bút chì, kem sẽ lấy 4.500 đồng, kem nhân với 3. Thì số tiền phải trả cho 3 bút chì là 13.500 đồng. Tiếp theo, kem sẽ tìm số tiền để chúng ta mua vở. Bạn An này mua vở. Mỗi quyển vở có giá 7.500 đồng, bạn này mua 2 quyển, thì kem lấy 7.500 kem nhân với 2 bằng 15.000 đồng. Vậy số tiền An mua bút chì và vở là kem sẽ lấy 13.500 kem cộng với 15.000 thì bằng 28.500 đồng. Và đáp số là bằng 28.500 đồng. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo như sau. Một chiếc xe chở 5 bao khoai tây và 3 bao khoai lang. Khối lượng khoai tây trong mỗi bao là 25 kg. Khối lượng khoai lang trong mỗi bao là 20 kg. Hỏi chiếc xe đó chở tất cả bao nhiêu kg khoai tây và khoai lang? Ý A, yêu cầu các em sắp xếp thứ tự thực hiện các bước cho phù hợp. Vậy theo các em, bước 1 chúng ta sẽ tính cái gì? Các em sẽ tính cho cô khối lượng của khoai tây. Khối lượng khoai tây trong 5 bao là bằng bao nhiêu? Bước thứ hai, kem sẽ tính cho cô khối lượng khoai lang trong 3 bao. Sau đó đến bước thứ ba, các bạn sẽ tính khối lượng khoai tây và khoai lang chiếc xe đã chở. Sau khi phân tích ba cái bước làm như thế này, bây giờ chúng ta cùng vào đi thực hiện nhé. Đầu tiên, kem tìm khối lượng khoai tây trong 5 bao là cứ mỗi bao khoai tây thì có 25 kg. Vậy 5 bao, kem sẽ lấy 25 x 5 bằng 125 kg. Tiếp theo, các bạn sẽ tìm khối lượng khoai lang trong 3 bao. Cứ mỗi bao đựng 20 kg. Vậy 3 bao thì kem lấy 20 x với 3 bằng 60 kg. Kem đã tìm được khối lượng của khoai tây rồi, khối lượng khoai lang rồi. Kem cộng lại với nhau thì sẽ ra được là chiếc xe chở tất cả số khoai tây và khoai lang là lấy 125 cộng với 60 bằng 185 kg. Đáp số là 185 kg. Cô chuyển tiếp sang bài tập tiếp theo như sau. Những ai mà chưa xong, các bạn hãy dừng lại để tiếp tục các em làm cho xong. Mẹ mua 4 hộp sữa và 2 kg đường. Biết rằng là mỗi hộp sữa có giá 8.000 đồng. Cứ 1 kg đường có giá 22.000 đồng. Hỏi mẹ đã mua cả sữa và đường hết bao nhiêu tiền? Bài toán này các em cũng giải qua 3 bước. Bước thứ nhất, các em phải tìm cho cô xem thử số tiền mẹ mua 4 hộp sữa là bằng bao nhiêu. Cứ một hộp sữa giá 8.000 đồng. 4 hộp thì các em lấy 8, các em nhân với 4.
8.000 nhân với 4 thì bằng 32.000 đồng. Sau đó các em tìm số tiền mẹ mua 2 kg đường. Mỗi 1 kg đường có giá là 22.000 đồng. Vậy 2 kg đường thì các em lấy 22.000 đồng, các em nhân 2 bằng 44.000 đồng. Các em đã biết được số tiền mua sữa rồi, số tiền mua đường rồi. Vậy chúng ta sẽ có mẹ mua cả sữa và đường hết số tiền là, các em lấy 32.000 cộng với 44.000 thì bằng 76.000 đồng. Và đáp số bằng 76.000 đồng. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để chúng ta tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh. Chuyển tiếp bài tập số 2. Có 3 bao gạo như nhau, cân nặng tất cả là 45 kg. Một bao đậu xanh cân nặng 10 kg. Hỏi 5 bao gạo như thế và một bao đậu xanh thì cân nặng bao nhiêu kg? Trước tiên, các em phải tìm cho cô là một bao gạo cân nặng bao nhiêu? 3 bao cân nặng 45 kg. Như vậy, lấy 45 các em chia cho 3 thì cứ mỗi bao gạo sẽ cân nặng 15 kg. Biết được cân nặng một bao gạo rồi, các em sẽ tính cân nặng của 5 bao gạo bằng cách lấy cân nặng của một bao, các em nhân 5 lên. Sau khi tính được cân nặng của 5 bao gạo rồi, các em lấy cân nặng 5 bao gạo, các em cộng thêm với cân nặng của một bao đậu xanh thì sẽ ra được toàn bộ cân nặng mà chúng ta cần tìm. Có phải không? Đầu tiên này, mỗi bao gạo cân nặng số kg là, các em lấy 45, các em chia cho 3 thì mỗi bao cân nặng 15 kg. Một bao nặng 15 kg, vậy 5 bao gạo cân nặng số kg là, các em sẽ lấy 15, các em nhân 5 bằng 75 kg. Vậy 5 bao gạo và một bao đậu cân nặng số kg là, 5 bao gạo này cộng với một bao đậu này, đậu xanh đấy, thì cân nặng là lấy 75, các em cộng thêm 10 bằng 85 kg, đáp số bằng 85 kg. Chuyển tiếp sang bài tập số 3. Chọn ý trả lời đúng. Để đi từ nhà đến hiệu sách, Bình phải đi qua bưu điện. Đây, từ nhà Bình, muốn đi đến hiệu sách thì phải qua bưu điện. Quãng đường từ nhà Bình đến bưu điện, từ nhà đến bưu điện là 500 m. Và cái quãng đường này dài hơn quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách là 150 m. Hỏi, quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách cả đi và về, chúng ta chọn đáp án nào trong 4 đáp án ở đây? Như vậy, muốn biết được cái quãng đường cả đi cả về là bao nhiêu thì các em phải tìm cho cô được cái quãng đường đi từ bưu điện đến hiệu sách. Bằng cách lấy quãng đường từ nhà mình đến bưu điện, các em trừ đi 150 m thì sẽ ra được quãng đường từ bưu điện đến nhà đến hiệu sách. Lấy 500 trừ đi 150 bằng 350 m. Vậy cái quãng đường từ đây đến đây này là bằng 350 m. Biết được quãng đường này là bằng 350 rồi. Các em sẽ lấy quãng đường từ nhà đến bưu điện cộng với quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách thì sẽ ra được cái quãng đường đi. Đúng không? Như vậy chúng ta có là, quãng đường từ nhà mình đến hiệu sách là, các em sẽ lấy 500 m, các em cộng với 350 m thì bằng 850 m. Vậy quãng đường từ nhà Bình đến hiệu sách cả đi và về là, đây các bạn sẽ phải lấy là gì? 850 m. Đây là quãng đường lúc đi, các em nhân với quãng đường lúc về là nhân 2 lên. Như vậy 850 các em nhân với 2 bằng 1.700. Cả đi và về là bằng 1.700 m. Cô nói lại cách làm này, các em đọc kỹ nhé.
Quãng đường từ nhà mình đến bưu điện dài là 500 m, từ nhà này đến bưu điện là 500 m, được không? Và cái quãng đường này dài hơn quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách, từ bưu điện đến hiệu sách là 150 m. Như vậy cái quãng đường từ đây đến đây nó dài hơn quãng đường từ đây đến đây 150 m. Như vậy các em sẽ tìm cho cô quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách trước bằng cách lấy 500 trừ đi 150 bằng 350 m. Sau khi tìm được quãng đường từ đây đến đây là 350 m rồi, các em sẽ tìm cho cô quãng đường từ nhà đến hiệu sách. Thì các em sẽ lấy quãng đường từ nhà đến bưu điện cộng với quãng đường từ bưu điện đến hiệu sách, tức là lấy 500 cộng với 350 bằng 850 m. Vậy biết được quãng đường lúc đi này từ đây đến đây là 850 m rồi. Các em cộng thêm với quãng đường lúc về nữa, cả đi và về. Cả đi và về thì các em lấy quãng đường này các em nhân 2 lên. Từ đây đây là 1 này. Xong quay lại một lượt nữa là 2. Như vậy lấy 850 các em nhân với 2 bằng 1.700 m. 1.700 m thì bây giờ các em sẽ so sánh với phần đáp án cho cô. Đây, 1.700 m thì nó chính là 1 km và thêm 700 m nữa. Vậy thì cái quãng đường này là quãng đường nó dài hơn 1 km nhưng ngắn hơn 2 km. Đây, cái số này. Dài hơn 1 km và ngắn hơn 2 km, vậy các em sẽ khoanh vào đáp án đúng chính là đáp án C. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển tiếp sang bài tập số 4. Những ai mà chưa xong, các bạn hãy dừng lại để làm cho xong. Phần này là phần hoạt động thực tế. Em hãy giúp bé Bi tính tổng số tiền phải trả. Bé Bi này mua 4 quyển vở. Mỗi quyển vở giá 9.500 đồng. Và mua 2 bút chì, mỗi bút chì giá 3.500 đồng. Các em sẽ tính tiền của 4 quyển vở, tính tiền của 2 bút chì và tổng số tiền mà Bi phải trả. Như vậy chúng ta có số tiền mua 4 quyển vở là các em sẽ lấy 9.500 đồng, các em nhân 4 bằng 38.000 đồng. Như vậy ở đây các bạn sẽ điền cho cô 38.000 đồng. Số tiền mua 2 bút chì. Cứ mỗi bút chì giá 3.500 đồng. 2 bút chì kem lấy 3.500, kem nhân 2 bằng 7.000 đồng. Như vậy, ở phần chấm chấm này kem điền cho cô 7.000 đồng. Vậy tổng tiền mua 4 quyển vở và 2 bút chì, các bạn sẽ lấy 38.000 cộng với 7.000 đồng thì bằng 45.000 đồng. Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được các bài tập ở trong sách giáo khoa toán lớp 4, bộ sách Chân trời sáng tạo bài số 8. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.